thời gian qua, Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương đã cơ bản thực hiện đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, góp phần phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực, nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương đã có nhiều nỗ lực cải tiến trong hoạt động. Cụ thể, các kỳ họp Hội đồng Nhân dân ngày càng được đổi mới, việc xây dựng và ban hành nghị quyết được bảo đảm chất lượng, các nghị quyết đề ra đúng luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát từng bước được nâng lên. Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã thể hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử, ghi nhận và kiến nghị, giải quyết tốt các vấn đề cử tri quan tâm. Hội đồng Nhân dân cũng chú trọng cái việc giám sát, cái thứ nhất là đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với việc thực hiện giám sát các cái chuyên đề thì được thực hiện một cách hiệu quả. Đặc biệt là đối với cái nội dung giám sát thì lựa chọn cái đối tượng, cái phạm vi nó phù hợp. Qua các cái giám sát thì có cái thông báo kết quả giám sát, nội dung rõ ràng. Đặc biệt là Hội đồng Nhân dân cũng đã chú trọng giám sát cái việc tổ chức thực hiện các cái thông báo kết luận của các cái đoàn giám sát. Nhìn chung là phải nói là có sự đổi mới, luôn được nâng cao cái hiệu quả hoạt động của thường trực, rồi là nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban, rồi là nâng cao vai trò trách nhiệm của từng đại biểu đối với cái hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân. Trên cơ sở đánh giá một cách đầy đủ trách nhiệm kết quả hoạt động, Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Bình Dương tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động. Trọng tâm là tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề và giám sát tại các kỳ họp, kịp thời phản ánh, đôn đốc, giám sát trách nhiệm của các cấp các ngành thực hiện có hiệu quả lời hứa trước nhân dân. Tăng cường cái công tác thẩm tra các báo cáo cũng như các cái dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, để cho các cái nghị quyết đảm bảo cái mang tính khả thi trong thực tế. Đối với các ý kiến kiến nghị cử tri thì phải được khảo sát một cách thực tế đối với các cái việc trả lời của các cơ quan, nhằm đảm bảo cái việc trả lời mang tính khả thi và cái đáp ứng cái nhu cầu nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi là sẽ tiếp tục giám sát đối với cơ quan quản lý nhà nước về cái quá trình tổ chức thực hiện cái nghị quyết. Thì bên cạnh đó là gì, chúng tôi sẽ gắn với nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức các kỳ họp, rồi là nâng cao chất lượng hiệu quả đối với cái vấn đề là giám sát chuyên môn của Hội đồng Nhân dân. Không ngừng đổi mới, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, mục tiêu lớn nhất của Hội đồng Nhân dân các cấp là phục vụ tốt nhân dân, xây dựng được lòng tin của xã hội, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử.